Nghi lễ tuyên thệ được tân chủ tịch nước Lương Cường thực hiện ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước. Trước sự chứng kiến của Quốc hội, đứng trước cờ Tổ quốc, tay trái đặt lên bản hiến pháp, tay phải giơ cao, Chủ tịch nước Lương Cường đã long trọng tuyên thệ. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thay mặt Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ của tân chủ tịch nước. Ngay sau lễ tuyên thệ, tân chủ tịch nước Lương Cường có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội. Đồng chí Lương Cường xúc động bày tỏ ý thức rất rõ về trách nhiệm to lớn trước Đảng, Nhà nước, nhân dân khi được Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu tôi đảm nhiệm trọng trách cao cả này. Xin bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn Bác Hồ kính yêu. Xin tri ân sâu sắc công lao to lớn của các bậc tiền bối, các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí và nhân dân cả nước đã nỗ lực phấn đấu, sẵn sàng hy sinh và hy sinh để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, tân chủ tịch nước nêu rõ. Đồng chí Lương Cường chia sẻ, tháng 2 năm 1975, trong không khí hào hùng cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, đồng chí xung phong đi bộ đội, với ý thức và tâm niệm đi chiến đấu để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chỉ mong đến ngày chiến thắng còn sống trở về là sung sướng, hạnh phúc. Tuyệt nhiên không nghĩ, không mơ làm đến cấp này, trước kia. Trải qua gần 50 năm phục vụ cách mạng, với nhiều cương vị công tác, được rèn luyện, thử thách trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trưởng thành từ người chiến sĩ đến cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng. Dù ở cương vị công tác nào, được giao nhiệm vụ gì, đồng chí luôn kiên định, vững vàng về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao năng lực công tác, toàn tâm, toàn ý phấn đấu để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cương vị mới, như vừa tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí và cử tri cả nước, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Chủ tịch nước theo hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó. Tiếp tục giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh, thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đồng chí Lương Cường cũng nhấn mạnh, định hướng tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xây dựng củng cố thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc. Cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của bản thân, Chủ tịch nước mong muốn được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đoàn thể, đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành trọng trách cao cả vừa được giao phó.